Bài 25. Năng lượng và công suất điện. Một lớn năng lượng điện. Khi đặt hiệu điện thế U vào hai đầu của một mạch tiêu thụ điện, dưới tác dụng của lực điện, các điện tích tự do trong mạch điện chuyển dời có hướng tạo ra dòng điện. Ta đã biết công của lực điện trong trường hợp này được tính bằng công thức A bằng Q nhân U. Nếu T là thời gian dòng điện chạy trong mạch, thì cường độ dòng điện là Y bằng Q chi T, nên công của lực điện là A bằng U nhân Y nhân T. Ở đây, A là số đo năng lượng điện mà động mạch nhận được, tức tiêu thụ từ nguồn điện, và được gọi là năng lượng điện tiêu thụ của động mạch. Do đó, năng lượng điện tiêu thụ của động mạch bằng công của lực điện thực hiện khi di chuyển các điện tích V kết bằng A bằng U nhân Y nhân T. Đơn vị của năng lượng điện tiêu thụ là Joule, ký hiệu là J. Dòng điện chạy trong mạch gây ra các tác dụng khác nhau, và khi đó có sự chuyển hóa năng lượng điện tiêu thụ của động mạch thành các dạng năng lượng khác. Hai lớn công suất điện. Công suất tiêu thụ năng lượng điện, gọi tắt là công suất điện, của một đoạn mạch là năng lượng điện mà mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. B bằng A chia T bằng U nhân Y. Đơn vị của công suất điện là Watt, ký hiệu là W. Em đã học năng lượng điện tiêu thụ của động mạch được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển các điện tích. Công thức tính công của lực điện A bằng Q nhân U bằng U nhân Y nhân T. Đơn vị là Joule, ký hiệu là J. Đối với động mạch thuần điện trở, nhiệt lượng động mạch tỏa ra khi dòng điện chạy qua được tính bằng công thức Q bằng R Pi bình phương nhân T. Công suất tiêu thụ năng lượng điện của một động mạch là năng lượng điện mà động mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. Công thức tính B bằng A chia T bằng U nhân Y. Đơn vị là Watt, ký hiệu là W. Bài 25 đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.